3 tháng nay chuyện ở bên nghe Ukraine thì nghe riết cũng chán rồi. Thôi giờ mình nói chuyện đạo rồi, lâu lâu thì chút đọc comment, mình nói chuyện đời chứ còn mấy kia mấy cái đài tin tức nó bình luận hết, rành hơn kiệt. Thì lấy cái tựa đề hôm nay á là để cho mọi người dễ nhớ là mình nên chỉ có một cách duy nhất để mà giải mã cho toàn thế giới này, cho nghe, cho Ukraine, cho Trung Cộng, cho Việt Nam, đó là Sư Phụ Kiệt, Đức Thầy. Không biết mấy người đạo Công giáo có hiểu Đức Thầy là ai không? Đức Thầy là Đức Huỳnh Phú Sổ, Đức Phật Thầy Tây An, ngoài miền Bắc thì không biết Đức Huỳnh Phú Sổ, nhưng miền Bắc lại biết là ông Trạng Trình đúng không? Còn người Trung Quốc thì không có biết ông Trạng Trình, cũng không biết Huỳnh Phú Sổ, thì biết ông Gia Cát Lượng đúng không? Còn mấy người bên mấy tăng ni, mấy Phật tử không có hiểu mấy cái, không có biết mấy cái đó hết, không có biết Đức Huỳnh Phú Sổ, không biết Gia Cát Lượng, không có biết thì phải biết đại ca. Hồi xưa Phật Thích Ca có nghe Đại Ca Diếp á, thì cũng giống nhau, chỉ có một mình sư phụ hôm nay xuất hiện là mới giải mã được còn cái nỗi u sầu và 7 tỷ người tâm đang xáo động sống như người mất hồn vậy, không biết chết nay sống mai, không biết tương lai cuộc đời sẽ đi về đâu, thế giới sẽ đi về đâu. Sửa kỹ thuật một chút, ta hôm nay cũng hơi xịn xịn rồi đó, bắt đầu biết làm ánh sáng đồ không. Thì thôi thì 3 phút mặc niệm mình khấn cho sư phụ xuất hiện nha. Sư phụ ơi, sớm xuất hiện rước con về, con ngồi đây con chờ sư phụ lâu quá rồi. Mời được không? À, quý vị cũng phải khấn vậy, chỉ có Đức Thầy xuất hiện thì bây giờ mình mới nói chuyện tiếp tục được, mới thế giới nó mới đi vào trật tự, Việt Nam mới ổn định. Chứ không phải mình thắng bữa đá banh đó, mình thắng ai ta? Thắng Mã Lai hả? Cả nước chạy ra đường ăn mừng, từ mấy lãnh đạo ăn mừng mình thấy cũng vui lây á nghe. Đó chỉ là bên địch thôi, là miếng măng keo dán tạm thời thôi, chứ đâu có gì đâu. Để vô cái đầu đề á, thầy nói mấy cái mình để mình tu học trong lúc này á. Hồi xưa Bác Hồ vĩ đại của chúng ta dạy gì ta, dạy gì, cái câu gì mà nhỏ kiệt đi học được nhớ thuộc lòng luôn á, là không có gì quý hơn độc lập tự do, đó không, nhân dân hạnh phúc no ấm vậy đại khái. Thì bây giờ thời nay mình cũng nói Bác Hồ vĩ đại dạy mình không có gì quý hơn ngồi thiền và đọc kinh, thì quý vị nên hiện giờ chỉ có đường đó để cho giữ cái tâm nó bình an thanh thản, chuyện đời được mất, có mất có thua là bình thường, có được có thắng. Chứ công ăn việc làm cũng không có, chiến tranh thì sôi động. Bữa nay giá xăng ở Mỹ lên 8 đô mấy, gấp 4 5 lần. Tài chánh kinh tế sắp khủng hoảng. Lâu nay mấy clip kiểu đã báo động trước, bây giờ nó xảy ra hết trơn rồi đó. Kinh tế khủng hoảng, nạn đói đang xảy ra. Rồi sắp sửa Biển Đông dậy sóng. Thì bữa nay Kiệt đọc cái bài này để mà chứ những ai không có chi cứu trên online để lấy kinh điển xuống á, thì coi cái clip này cũng nhớ được. Cái này cho những người giống như lâu nay không tin tưởng về tâm linh, không có tin tưởng Phật, Chúa, không tin tưởng các vị đang hiện hữu xung quanh mình, thì hôm nay bắt đầu hiểu được.
tại vì mới có nhiêu ta 3 năm phải không, cái trái đất này nó thay đổi cực kỳ 180 độ, ai cũng nhìn thấy rồi đó, thì không có thể nào là nói là cái chuyện bình thường được, đó là cái chuyện phi thường của thời sàng lọc tận thế mà Kiệt đã báo động từ những ngày đầu thì không ai hiểu được, không ai tin, nhưng mà đến ngày hôm nay thì chắc cũng có nhiều người tin tin, nhưng mà mình phải làm sao, mình phải đọc bài sám hối để Kiệt đọc nha, thì mình mới quay đầu đi. Thì cha trời mẹ đất á, mới rước mình, mới 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 cho mình qua cái sàng lọc, tại sàng lọc là lọc cái tâm, coi cái đứa con này lâu nay nó nhiều tiền, nó ăn chơi xa xỉ rồi bồ bịch rồi đánh vợ đánh con rồi ăn ăn thượng ăn trận sân trước sân sau, hôm nay biết được có tâm linh sát bên các vị là đang lo cho mình từ hơi thở từ công ăn việc làm cho tới từ chuyện khi mình mất đi cái xác phàm và tài sản sẽ bỏ lại, chỉ có linh hồn á thì cũng sẽ được các vị chọn đi về đâu, cái đó gọi là thanh lọc, mới là cái đó mới là quan trọng. Nhưng mà khi mình còn xác phàm á, mình biết những cái bài kiệt sắp đọc ra đó nó sẽ thay đổi trong lúc đó, nó cũng giống như thay vì mình không biết thì mình đi xuống bóng tối, còn hôm nay biết được những cái bài kiệt sắp đọc ra thì mình quay đầu lại, cuộc sống của mình sẽ vui hơn khi mình còn mang xác phàm, và đồng thời mình sẽ được sàng lọc, gọi là sàng lọc cái tội và cái phước đó. Ok, giờ kiệt đọc bài sám hối. Bài sám hối tu nhất kiếp ngộ nhất thời, con tên Hồng Trần là Phạm Minh Chính, tên thiên con là Thiên Minh Chính, đại khái gì đó. Hôm nay con thành tâm sám hối cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ tất cả 96 vạn ức thiên căn từ Thượng Đế xuống Hồng Trần, cõi ta bà đầy ô trược này, xưa nay con vì tham dục vọng danh lợi tiền tài ái ố hỷ nộ gây ra không biết bao nhiêu nghiệp tội từ vô lượng kiếp. Bây giờ con xin thành tâm sám hối, nhờ ơn trên cha Thượng Đế, mẹ Phật Mẫu, Hồng Ân Hải Hà tha thứ cho con làm lại cuộc đời. Con nguyện sẽ không bao giờ tái phạm, từ nay con nguyện ăn hiền ở lành tu nhân tích đức để được về cùng bên cha mẹ nơi cõi thiên đàng vĩnh cửu. Đó thì mình viết mấy cái câu này xuống rồi mình cứ đọc đọc là bảo đảm mình sẽ thấy thoải mái, và cửu quyền của mình chư Phật chư Thánh chư Bồ Tát cũng rất là hoan hỷ, dầu cho trước đó mình không biết mình gây bao nhiêu chuyện không đúng, thì hôm nay đọc xong cái bài đó là coi như là mình thay đổi cuộc đời, gọi là lên hương đó. Rồi kìa. Dạ hả? Dạ. Sorry, trời ơi, qua học thích bìa quá thôi. Hợp. Em đang live stream cái gì chứ em gọi ra anh nha. Rồi bài sám hối. Linh hồn là bất tử. Cái thức, cái nghiệp, cái linh hồn nó đi chuyển thế từ cái thân này qua thân kế tiếp, và nó đi hoài, nó đi đến khi nào mà cái linh hồn này được thanh lọc trong sáng thì lúc đó mình mới không có khổ nữa. Chứ hỡi có làm người giàu cho là chức quyền cao, hay là làm nữ hoàng Elizabeth của Anh Quốc hay là gì, cũng đều có nỗi khổ hết. Người nghèo cũng có cái khổ của nghèo, giàu có khổ của giàu. Quý vị thấy trong gần một thời gian những năm gần đây có bao nhiêu những người chức to làm tiền bạc vô khủng khiếp, nhưng mà cái tâm họ đâu có an đâu, tại vì cái lò lửa cứ của bất trọng cứ đốt phần phần hoài không hết, và bác Đinh La Thăng thì bác Chung đang được bằng khen rồi ngày mai cũng bị thảy vô lò, cho nên không có ai mà có cuộc sống an lành
Và không biết ngày mai mình có bị thảy vô lò để mình bị đốt không, mà đốt toàn là đốt cây cổ thụ không à, hết nhánh thì đốt tới cột cổ thụ, cột trụ rồi cũng đốt láng hết à, thì tất cả huống chi hồ chi những người dân bình thường lại càng sống không có bờ bến, sống bữa nay không biết ngày mai mình sẽ ra sao. Cho nên mình phải quay về với tâm linh, nương tựa với cha mẹ thượng đế. Để cái hình này á, là ở trên núi. Quý vị thấy á, cái này hình này hồi lúc mà mới mua cái núi năm 2014, thì ngay ở khu núi Thiên Long Sơn á, có khu Công giáo để tượng Đức Mẹ. Thì quý vị thấy á, ở trên này á, là ông rồng, ông xuất hiện trên núi. Thì từ đó đó Kiệt mới đặt là Thiên Long Sơn, là ông xuất hiện nè. Mà cái buổi chiều đó Kiệt nhớ là Kiệt cuốc đất nha, cuốc đất cuốc cỏ, cái tự nhiên cái vừa cầm cái cuốc cuốc ba cái cuốc cái lưỡi cuốc cỏ nó văng ra, cái Kiệt lấy cây khác cuốc cũng bị văng ra, cũng biết sao lạ. Xong cái một hồi có cái anh bắt á, anh nói gần, anh thấy mấy vị á, là bao phủ Kiệt hết, ông lấy cái máy chụp hình ông chụp cũng không có ra cái hình Kiệt trong cái máy chụp hình nữa. Thì mấy vị nói á, là giống như không cho Kiệt cốt vậy đó. Ở thì trên núi thì Long Sơn nhiều cái chuyện linh lắm, thì hình này hình thiệt á. Để hình cha mẹ đi. Đó, cha trời mẹ đất. Linh hồn có nghĩa là cái biết sẽ làm cho người thăng tiến hay thụt lùi. Tâm thiện thì về thiên đàng, tâm khởi vọng chấp si mê thì nhập cảnh địa ngục, tâm khởi vọng chấp trung nghĩa thì về thần hoặc thánh. Nghĩa là khi mình sống á, mình có cái máu anh hùng á, mà mình làm chuyện đại nghĩa đó, mà mình không có biết tu mình cũng được thành thần nha. Đó thì đang nói trong lúc mình đang trốn Covid, trốn chiến tranh, trốn đói rách, trốn thiếu thu nhập, trốn vật giá leo thang nè, thì chỉ có quay đường tâm linh thôi, không có gì quý hơn độc lập tự do. Hôm nay Kiệt nha, mượn cái lời của bác dạy là không có gì quý hơn ngồi thiền đọc kinh, thì mình nên hiểu mấy này một chút. Tâm khởi yếu hiền thì nhập cảnh người, tâm khởi vọng chấp tham lam ích kỷ thì trực cảnh ngạ quỷ đối rách súc sanh. Cái đó nhiều đó. Tâm khởi niệm sân hận thì sẽ nhập vào cảnh súc sanh. Còn cái tâm chấp tham lam ích kỷ thì trực cảnh ngạ quỷ đối rách. Ngạ quỷ là cái con quỷ nó cổ nó bằng ngón tay út vậy đó, cái cổ cái bụng nó bự gì, cho nên nó ăn nhiều cũng không có no hết. Mà thường cái đó là đại gia nhiều, đại gia với mấy người mà hiện giờ mà đang ăn trên ngồi rồi á, tiền tỷ rồi đó, thì sẽ thành ngạ quỷ rất là nhiều, từ cái tâm của họ tham ích kỷ nhiều. Cho nên ở núi Thiên Long Sơn á, lâu lâu Kiệt nhìn xuống, biết bao nhiêu vong linh ở dưới nó chết Covid kỳ này là khoảng nhiêu 5-6 triệu người. Trong đó có rất là nhiều người giàu có, mà khi chết gia đình họ, người Mỹ họ không có biết cúng, thì họ cũng vẫn đói lang thang bay đầy ở chỗ sân góp, ở dưới có sân góp. Thì lâu lâu á, mấy vị mới nói ban cho họ một buổi tiệc, thì mình cho họ ăn, thì đa số là họ rất là thích ăn đồ Mỹ như là pizza hay là burrito rồi với mấy cái lon khúc. Chứ còn lúc mà họ còn sống là phải ở ăn nhà hàng 5 sao, giống như kiểu khoa phúc vậy đó, ngủ khách sạn 5 sao, 7 sao. Còn bây giờ chết rồi á, chỉ ở những cái gốc cây, những cái hốc xó hôi hám, mà những cái nhà quan người ta không có đến, rồi tụ bè tụ đảng vậy.
cách đây gần 7-8 năm về trước, Kiệt biết sẽ có một cái đại nạn và rất là nhiều vong linh sẽ đi giấc dưỡng như vậy, không có nơi nương tựa và không có ai lo. Thì Kiệt mới phát tâm đi về Phú Quốc, Hàm Ninh á, để định xây cái tháp. Lúc đó Kiệt định bỏ 10 triệu đô ra xây cái tháp là để cho cái thời tận thế này. Nhưng mà cái tháp không có ra đời được, là vì bị tà phá nhiều. Thì mình nói tóm tắt, cho nên hôm nay 5-6 triệu vong linh của Covid bay khắp hoàn cầu. Rồi khi họ chết họ có ngũ thông nha, ma có ngũ thông. Họ mới biết Kiệt là ai, họ biết núi là núi có Chúa ở trển, có cha, có mẹ, có Phật ở trển. Thì họ mới tụ về đó để mà họ có một cái nơi nương tựa họ khấn. Cho nên lúc nào á, cái núi Thiên Long Sơn ở trên á, thì tiên Phật Thánh ở trên đó cũng đang lại cha lại mẹ, cũng có chư thiên, cũng có chư thần. Và những người nào Kiệt cho vô thì vô. Còn vong linh á, là nó có cái đường ranh giới, nó cũng giống như cái dây gào kẽm gai điện vậy đó, họ không có vô được Thiên Long Sơn. Cho nên cái núi Thiên Long Sơn mình hoạt động rất là đông người. Những năm về trước, trước khi bị chi cục bộ với mấy cái người ở vùng này nè khóa cửa lại, thì cả 100.000 người lên, Tết cả mấy chục nghìn người lên cũng không có một tai nạn nhỏ xíu nữa. Đó là mình nói về lông vong linh. Thì những người mà ăn trên ngồi rồi, tỷ phú đại gia cũng giống như Michael Jackson còn sống là rất là nổi tiếng, tiền bạc giàu có khủng khiếp, nhưng mà khi chết cũng vẫn là con ma. Mình đâu có mang theo được cái gì. Đồng tiền của thế gian nó không có mang theo, qua cõi kia không có xài được. Khi cái đói là do cái tưởng. Mình có bốn loại thức ăn. Cái tưởng thức đó, lúc mà mình còn sống, mình ham ăn hay là mình ăn đồ ngon, đồ này đồ nọ. Thì khi mình mất, mình vẫn có cái cảm giác đó. Nhưng mà thật sự mình không có thân người để chứa đồ ăn. Nhưng mà cảm giác nó cũng làm cho con người rất là đói khổ, cứ đi xin ăn hết nhà này đến nhà kia. Cho nên mỗi buổi chiều á, quý vị mà ăn cơm á, sau 6-7 giờ, quý vị đừng có làm khua chén, khua đũa nhiều. Tại vì vong linh nó đói đầy xung quanh nhà mình, nó vô, nó ăn không được, nó tức, nó phá. Nó có vụ đó nữa đó. Thì mình cẩn thận chút. Mình cũng đừng có nên cúng vong linh ở sau nhà mình hay trước nhà mình. Tại mình cúng một lần họ ăn quen, khi họ chết là họ thành homeless, là họ không họ vẫn không có tâm từ bi. Lúc tại lúc sống á, họ không có tu tập. Khi họ không có tu tập á thì chết cũng giống nhau, cái lòng tham, cái lòng ích kỷ, sân si á, nó còn dữ hơn lúc còn sống nữa. Thì mình đừng có tập cái thói quen của họ đến nhà mình hoài, để xin ăn hoài, mình không có cung phụng được hoài. Mình là người dương, mình phải tính theo cái chuyện người dương. Lâu lâu á, như Việt Nam á, gầm tháng 7 á, thì cho họ ăn buổi, như mình đãi tiệc đó mình. Nhưng mình phải khấn trong lòng, hôm nay tôi chỉ đãi tiệc quý vị ăn buổi thôi nha, quý vị đừng có tới nhà tôi ăn quen rồi phá gia đình tôi, phá con, phá cái hoài, làm cho nó ăn học không được. Tối rủ con tôi thức khuya chơi game tối ngày, đó là mấy ông ma nó xúi dục. Rồi tối ngày cứ giỡn với tôi, làm cho tôi không có ngủ được. Vong linh là họ là một cái luồng điện, điện âm. Họ đến gần mình á, mình có cảm giác, nhưng mà mình chỉ không có thấy được thôi. Và đồng thời họ làm cho mình rất là khó chịu, là ngủ, ăn uống rồi cũng không ngon, ngủ không được nữa. Từ đó mình mất sức khỏe. Kế tiếp thì đọc cái bài Đờn Kêu của một người có điển thiên viết bài này. Để mình nói hết mấy cái linh hồn bất tử đi. Tâm thiện là về thiên đàng. Mình những người có cái tâm lương thiện như thời nay Phật tử, nhưng mà phải là lương thiện thật, chứ không phải mình đi cúng dường nửa chừng rồi đến cuối cùng mình phát hiện cái ông thầy đó hay cái ni đó gạt tôi mấy năm rồi cái tôi bực, cái tôi ghét Phật luôn, thì không đúng. Người nào làm lỗi là chuyện riêng của người đó. Còn mình cái tâm thiện mình vẫn giữ, vị thầy đó gạt mình thì vị thầy đó sẽ có nghiệp, còn mình vẫn đi tiếp tục trên con đường
đạo của mình, đó là tự đúc đuốc đi. Cho nên khi thiên tâm ra đời đó, cha mẹ nói là tà quá xuất hiện phong trào tu tâm, lắm người tin tưởng sai lầm, phá phách thế gian chìm đắm u mê. Đó là lời của mẹ nói. Thì hôm nay mình coi những cái vị thầy đó, những cái bạn đạo đó là thử lòng mình, thì mình tiếp tục, chứ mình đừng có thối tâm bồ đề, mình không có được đi về. Thì mong các Phật tử nên cố gắng. Hồi xưa mình bị một số lượng đông người, cứ bôi bác, xuyên tạc cha với mẹ. Nhưng mà hôm nay nếu mà mình biết được cha với mẹ là đang nắm cơ vận của vũ trụ, đang là người cuối cùng muốn cho nhân loại của mình sau hết bị cực sẽ thái lai, mình còn có chút xíu nữa mình thái lai rồi, là thiên đàng hạ giới rồi. Thì mình cố gắng vượt qua. Hôm nay Kiệt nói khuyên những lời với Phật tử, những con chiên con của Chúa cũng vậy. Lâu nay mình tin là Chúa sẽ tái lâm, Chúa thật sự sẽ tái lâm, cứ gán khấn đi thì Chúa sẽ tái lâm, có Kiệt bảo đảm. Đó là linh hồn mà thiện thì được về thiên đường, linh hồn khởi vọng chấp si mê thì nhập cảnh địa ngục. Si mê là mình mê gái, mê tiền, mê đủ kiểu mê, nhất là mê gái là đi xuống địa ngục. Mê gái mà mê một người thì ok, còn mà mê mà gặp như vợ của bà ta hay là bồ của bà ta rồi đó, lúc đó là sanh ra nghiệp đó là xuống. Chứ còn bồ bịch lớn lên mê gái đó là bình thường, chứ không có nói kiểu đó. Nói kiểu mà mấy người mà có vợ có chồng á, mà còn mê á, si mê đủ kiểu mê. Mê là mê tiền, mê tiền thì muốn đạt được thì phải thủ đoạn. Khởi vọng chấp si mê nhập cảnh địa ngục. Thời nay nhiều người mê quá, cũng giống như Putin mê danh, cả nước Liên Xô, cả đống tỷ phú giàu có đang sung sướng du thuyền chiếc nào chiếc nấy 300-400 triệu. Nước Nga là mạnh hàng nước nhì thế giới, mà tự nhiên bữa nay thành ra giống cái bang ấy. Biết bao nhiêu tỷ phú gia đình bị ám sát giết chết hết. Người dân ở bản bây giờ đến nỗi mà lính mà ăn cắp cái nồi điện mà để lên chiếc xe tăng đem về Nga mà trên truyền hình đó, quý vị thấy vui không? Không để cho ta nể gì hết. Cái thế giới hôm nay nó sẽ nhiều chuyện buồn cười và bất ngờ đó. Mình thấy Nga là một chuyện rất là bất ngờ. Mình thấy đại ca Trump quay lại là chuyện cũng bất ngờ. 5 năm trước mình thấy Trung Cộng mạnh khủng khiếp, mà hôm nay yếu xìu sụi lơ, bề ngoài giả bộ hung dữ vậy thôi, chứ sắp sửa tàn nữa, giống như cờ tàn mà lại tính đường đẩy xe vậy đó. Đẩy xe là hay bay bay qua hù hù dọa bay không phận, nhớ hù ta đâu có sợ đâu, giỏi rồi đánh đi sẽ biết. Đồ xe tăng là đồ làm bằng đồ giấy đúng không, còn đồ Trung Cộng chắc đồ làm bằng đất luôn á, sao bắn được, xịt nước thôi cũng rã rồi đó. Những cái này cái điều đã nói trước cách đây rất là nhiều clip. Những chuyện bất ngờ tiếp tục sẽ diễn ra cho đến khi nào nhân loại đồng nhất. Đồng nhất là tình thương đồng nhất. Chỉ có tình thương, chỉ có đoàn kết và chỉ có chánh nghĩa thì lúc đó đó con người của mình á sẽ hết chiến tranh, hết đau khổ, và cái môi trường á sẽ không còn Covid nữa. Tại lúc đó mình đâu còn đi đốt than đá như kiểu Trung Cộng bây giờ, là nó là nước sẽ đốt than đá nhiều nhất để mà sử dụng, thì thành ra cái bầu khí quyển, cái con Covid đó, nó mới tồn tại được trong cái môi trường dơ giấy, thì mình mới bị Covid. Nhưng mà sau này mình ngưng lại hết, cái trái đất của mình nó màu xanh hết, và đồng thời Chúa xuất hiện nữa. Chúa dạy cho mình, hồi xưa ta đóng, ta chịu đóng 3 cái đinh cho chúng con, hôm nay chúng con ta tái lâm, chúng con đừng có đóng đinh ta nữa nghe. Ta không có sợ mấy con đóng đinh, mà ta sợ mấy đứa con á,
là sẽ sai lầm lần thứ hai á. Nhưng mà con người ngộ lắm, cứ làm sai tới sai lui, sai hoài sai mãi mà vẫn không biết sửa đổi. Thì cho nên khi khởi vọng mà sân si á, sẽ vào cảnh địa ngục. Có địa ngục, cái địa ngục là nằm ở phía sau của cái núi Tu Vi. Cái trái đất mình nó cái chấm gì, cái núi Tu Vi nó bự gì, nó nằm phía sau, nó sánh xa mặt trời. Thì khi cái thần hồn mình chết á, mình nóng lên á, thì cái địa ngục là nó là lửa, thì nó cũng như 500 vậy, nó hút về đó. Còn khi một người làm thiện á, cái tâm của họ thanh thản, họ không có cái sân hận, thì cái thiên đàng á hút họ về trển. Cái thân hồn mình nó nhẹ, nó như cái bong bóng nha quý vị, cái hồn mình như bong bóng. Người của mình ở dưới thế gian tiền bạc nhiều quá, suy nghĩ con cái nhiều quá, bạn bè nhiều quá, học sòn nhiều quá, thì cũng như cái bóng nó bị cột cọng dây, nó không có bay lên, là cái hồn nó không có bay lên. Nhưng mình một người mà sống rất là bình đạm, không có những cái ràng buộc về vật chất, không có ràng buộc về con cái gia đình, và không có sân hận, thì cái bong bóng nó rất là thanh thản quý vị. Bom nó thảy một cái là bay tuốt lên trời luôn á, thì cái hồn cũng tưởng tượng giống cái bong bóng vậy đó. Tâm khởi chấp trung nghĩa là sẽ về thần hoặc thánh. Nghe con người của mình á, ăn nói là phải có giữ lời, nhân chí tính lễ nghĩa, bốn cái đó mình giữ được, và đồng thời mình không có làm chuyện gì mình không biết tu nha, mà mình giữ được những cái căn bản đó, mình lòng can đảm, hoặc là mình thấy ai có nạn á mình chạy ra mình giúp, thì mình cũng sẽ được thành một vị thần. Thần lớn thần nhỏ thì mình không biết, đó là do cái lòng can đảm của mình thành thần. Bởi vì những người mà đi lính á, sinh như tướng tử như thần là có thật. Rất là tại sao bên Nhật á họ lại thờ thần, là vì họ đang sống ở đời sống là thần. Người Nhật họ có cái behave, cái lối sống của họ rất là đâu ra đó rõ ràng. Quý vị mà đi du lịch bên Nhật á, Kiệt đi cũng nhiều lần, quý vị đi có thể cả cây số tìm một cái thùng rác không ra đó, quý vị ăn cục kẹo hay gì á phải bỏ cái rác vô túi đó nghe. Về tới khách sạn mình mới bỏ được à, nó có nhiều cái tức cười lắm, nhưng không phải tức cười, nó làm cho người ta vậy đó, nên người ta rất là đàng hoàng, ta sẽ thành thần nhiều. Nhưng mà kêu họ Việt Nam mình là đủ hết nha, Phật nè, Bồ Tát nè, thánh thần cũng có, cũng ngự ở nước Việt nha. Quỷ là nhiều hơn, quỷ ở nước Việt là nhiều. À, tại vì quỷ nó có thần thông, nó biết là Đức Thầy sẽ xuất hiện ở núi Cấm, cho nên nó cũng vô nước Việt, nó đầu thai, nó quậy quá trời luôn á. Ở đâu có Phật đều là có quỷ. Tâm khởi vọng chấp trung nghĩa sẽ về thần hoặc thánh. Tâm khởi yếu hiền hoặc nhập cảnh người là cảnh người. Ví dụ như người hiền mà không biết tu không gì hết, ăn hiền ở lành, không làm phiền ai, thì khi chết cũng sẽ tiếp tục đầu thai làm người. Nhưng mà mình sống vậy nó hơi uổng á, tại 100 năm á nó cũng hơi lâu lâu quá, không cũng khổ, thì thôi mình vừa hiền rồi mình đọc kinh ngồi thiền thêm chút là hoàn hảo luôn. Đã hiền rồi, chứ như những nhà làm nông, những người bình thường người ta không ăn chay niệm Phật, nhưng mà người ta hiền á thì chết trở lại của quyền là vậy đó.